Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Toàn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tứ quý nha quý vị. Thì đây là một số tông cao của mai vàng nha quý vị. Clip hôm nay thì Toàn không có báo giá cái mai tông cao này ha. Quay giờ giới thiệu coi, quý vị có cần thì alo em Toàn ha. Giá bảo đảm là giá mì tôm cho quý vị mình chơi luôn đó. À, chào em. Dạ em xin chào cái núi dừa. Dạ em xin chào thầy ạ. Dạ xin chào cô chú bác ạ. Hôm nay em có về một số phôi mai tứ quý giao lưu cùng cô chú bác ạ. Hình thức em bao ship toàn quốc ạ. Rồi. À, mã số 1 ha. Vô nhanh gọn luôn. Chiều cao. Dạ 1m2 này. Rồi 1m2. Rồi. Thoát thân luôn ha. Thoát thân 44 rồi này. Rồi 44. Kể hoành luôn. Hoành 25 anh ơi. Rồi 25 hoành. Rồi xoay xoay luôn. Rồi quý vị mình ngắm nghía tay cành em nó ha. Đây mình ra từ từ xuống quý vị ngắm nghía kỹ nha. Đó, để đây. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ 900 anh ạ. 900 rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 2. Rồi chiều cao luôn em. Dạ cao 1m1 anh ạ. Rồi 1m1. Thoát thân 62 anh ơi. 62. Rồi cái hoành luôn. Hoành di tí này 28 anh ơi. 28 hoành. Này thì có số tay cành ở trên đây ha quý vị. Bự không đây ha. Rồi góc thì lắc nhẹ dưới ha. Đế cũng đều luôn nè. Giá luôn như em. Dạ triệu 2 anh ơi. Rồi triệu 2. Rồi xuống cây. Đây số tiếp theo luôn. Số 3. Rồi chiều cao nó luôn. Dạ cao 50 anh ơi. 50. Cái hoành. Hoành 26. 26. Rồi xây xây luôn. Chúng đế luôn. Đấy quý vị. Đế cũng đều ha. Giao luôn như em. Dạ 800 anh ơi. 800. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 4 không? Dạ, số 4 anh. Số 4. Cao 48 anh ơi. Cao 48 hoành. Hoành 22. 22. Rồi xây xây luôn. Xuống đế cái quý vị. Rồi giữ luôn nha em. Dạ 400 anh ơi. 400. Rồi số 5 luôn. Nhanh gọn lẹ luôn ha. Rồi chiều cao. Cao 79 anh ơi. Rồi. Cho cái hoành luôn. Quần 32. Rồi 32 hoành. Rồi xuống đế luôn. Có con rỉ quái ha. Đây con rỉ quái này. Vậy bị ghép chơi cũng được. Rồi giao luôn nha em. Dạ triệu 2 anh ơi. Triệu 2. Rồi mã số tiếp theo này là số 6 ha. Số 6. Dạ cao 59. Rồi quành 28. Rồi 28 quành. Con này mình bán thân đi. Khỏi rồi 700 anh ơi. Như em. 700. 700. Rồi mã số 7 ha. Cao 95 anh ơi. Rồi 95. Thoát thân. Thoát thân 38. Rồi cái quành luôn. Quành 29, 28 yếu rồi. 29. 28. 28. 29 yếu tính 28. Rồi xe xe luôn. Quý vị ngắm nghĩa kỹ nha. Rồi mình xuống đế nha quý vị. Để đây. Đế là cũng khá quá nè. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ 1 triệu anh ơi. 1 triệu. Rồi mã số 8 ha. 8 có cành phóng luôn. Rồi, dạ đó. Cao 1m6. Rồi đo ra cái cành phóng là 1m6 còn trực. Trực 77 anh ơi. Rồi. 30 anh ơi. Rồi 30 hoành. Rồi mình xuống đế luôn nha quý vị. Để đây. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ em tiểu 2 nè. Tiểu 2. Rồi mã số này hình như là số 9. Rồi số 9 ha. Rồi chiều cao 1m14.
mét 14 quanh. Quanh 25 26 rồi, yếu. Thoát thân nó nhiêu đây em? Thoát thân 22. Rồi, 22 thoát thân. Cái cạnh cũng khá quá nè ha. Lấy bàn sẽ đều tứ diện. Rồi, giao luôn nha em. Dạ, 900 anh. 900. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số này số số 10 ha. Số 10. Mới hơi cao cao đây. Cao 1m6 rồi nè. Rồi, 1m6. Thoát thân tính nhanh đó đi ha. 59. 9. Hoành luôn. Hoành 30. Rồi, 30 hoành. Xuống cái cũ 38. Cái, xuống cái nạc cổ cũ dưới 38 ha. Câu diện ngắm nghía tại cành ha, còn trên nó hơi lắc lắc nhẹ nhẹ đây ha. Đó. Con bốt đều đều. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, giống luôn nhiêu em? Dạ, tiểu 6 rồi nè. Tiểu 6. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mười một ha, hơi cao cao đây, mét rưỡi, có mét bảy rồi nè. Rồi, mét bảy cao, thoát thân luôn, thoát thân 56, hoành 29. Rồi, 29 hoành, có gì mình ngắm nghía tay cành em nó ha. Rồi, xuống đế luôn rồi quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu em? Làm từ rưỡi nè. Từ rưỡi, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 12. 12. Đây quá xa hàng. Mét 6 rồi nè. Rồi, tầm mét 6. Thoát thân 38. Rồi, 38. Vô cái hoành luôn. Cho cái hoành luôn đi. Hoành 27. Rồi, 27 hoành. Cái cạnh khá quá ha. Rồi, đế bàn. Xe đều. Rồi, giao luôn nhiêu đêm? Dạ, tiểu 6 nè. Tiểu 6. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 13. Đó. Góc lắc lắc ở dưới ha. Mét 4 nè. Cao 1m4. Rồi, cao 1m4. Thoát thân trên đó. 59. 59. Đây cạnh khá, góc lắc duyên dáng. Rồi vô cái hoành luôn ha. Hoành 31. 31 hoành. Tay cạnh này cũng vậy. Rồi, để luôn ha. Rồi, vô luôn như đây em. Dạ, từ từ anh. Từ từ. Rồi, số tiếp theo luôn. À, nặng quá, anh em lên không nổi luôn. Đây là mười mấy rồi? 14. Số 14 ha. Cao cái cỡ 1m5 nè. Rồi, tầm 1m5. Tay cạnh đặt đặt luôn. Thoát thân. Thoát thân 40. 40, cái hoành. Hoành 30. Hoành 30. Đó, tay cạnh cũng đặc đặc đấy ha. Đó. Có gì ngắm nghía từ đoạn thoát thân lên hay cái gì. Đó. Rồi, mình xuống dưới đế luôn nha quý vị. Rồi, để em nói đây ha. Rồi, cho luôn như đây em. Dạ, tiểu 7 rồi nè. Rồi, tiểu 7 xuống cây. Ý chà, nặng quá. Rồi cây cuối nè. Rồi lên luôn. Cuối clip mã số nhiêu? 15 anh ơi. 15. Cao cỡ mét 7 em. Cao mét 7. Rồi cao tầm 1m7. Thoát thân 79. Rồi hoành luôn.
cành đẹp ha. Cành 36. Rồi 36 của anh. Cái gì ngắm tay cành. Đó. Tính thoát thân, quý vị mà thích thoát thân cao tay cành vậy là đẹp rồi nè ha. Rồi mình xuống bộ đế nha quý vị. Để nó ở đây. Rồi cho luôn nha em. Dạ 2 triệu anh ơi. Rồi 2 triệu ha. Rồi xuống cây. Dạ hết cây nè. Hết cây rồi. Nay giới thiệu có 15 cây ha. Đơn giản ngắn gọn ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích mã số nào cứ alo em toàn nha quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.